Hôm nay thì tôi giới thiệu cho người dùng TV siêu mỏng đời bây giờ ha. Thì hiện tại thì YouTube họ đang cập nhật cái ứng dụng mới, cho nên là các cái người dùng mà YouTube đó trên TV mỏng đó, thì gặp với những cái trường hợp như là tìm kiếm một giọng nói không được, thì cái cách khắc phục như thế nào để mình hướng dẫn luôn nhanh và hiệu quả 100% luôn nha. Thì hiện tại thì mình bật vào cái mình di chuyển vào trong cái vị trí là tìm kiếm, thì máy nó hiển thị bên cái bàn phím bên đây là toàn là tiếng Anh không, bên này tiếng Anh, dấu cách, xóa, tìm kiếm, đó là toàn bộ là tiếng Anh không. Rồi mình khắc phục như thế nào để mình hướng dẫn luôn, mình bấm một chuyển qua bên cái ô chữ cái đó, mình bấm là ngay cái quả quả đi cầu á, bấm di chuyển cái nút trắng đó là ngay quả đi cầu, mình bấm ok vào rồi máy nó sẽ để cái dấu tích ngay chỗ cái chữ English là tiếng Anh, vì trong khi á bàn phím ở chế độ tiếng Anh thì mình nói tiếng Việt là ứng dụng nó không nhận nha các bạn, bắt buộc mình phải tích vào, tích cái dấu tích này vào chữ tiếng Việt bằng cách mình bấm nút OK ngay giữa, dùng cái nút remote ở chính giữa bấm vào là nó trở thành tiếng Việt liền. Đấy, dấu cách, xóa, tìm kiếm là như vậy là xong rồi đó các bạn. Rồi cái gì chúng ta bấm trở về thôi chứ không gì hết trơn. Cách đơn giản để mà chuyển qua cái tìm kiếm bằng giọng nói bằng tiếng Việt. Thì video này mình xin chia sẻ cho quý người, quý cô bác, anh chị mà những quý người dùng, những người không biết thôi. Còn những người biết rồi thì cũng xem cho vui nha. Rồi, chào tạm biệt. Chúc các bạn thành công.